game, live stream game. Thật ra mình đang ở nhà đó mà mình đang ở trong phòng rất là đã luôn, không có ai nhìn thấy và không có ai gọi là không có ai nhìn thấy rồi. Gọi là bây giờ em muốn mình sẽ đầu tư cho cái căn nhà, thấy hết nhiều chiếu gói của mình nằm đây rồi. Ok, có quạt nữa bạn, có đèn nữa. Ok. Gọi là mình sẽ review lại cái căn nhà mình một cái, coi là mình kết thúc video nha các bạn. Còn đây chính là cái quạt nhưng mà mát thôi. Tí nữa mình sẽ cho máy tính bảng vào đây. Thôi cho nên nó hơi bị bộn xíu, các bạn thông cảm miếng nha. Ok, mình sẽ relax phần lại thôi. Let's go.